Nhà tựa như chiếc nôi khi ngoài kia đầy tăm tối. Dù là đi thật xa nhưng lòng ta muốn trở về. Nhà là nơi ta khó khăn tìm về. Nhà của tôi nhiều khi dỗn tiếng cười, nhưng nhiều khi cũng chỉ toàn nước mắt. Anh chị em nhiều khi cũng bất hòa, nhưng chuyện gì thì cũng nên thứ tha. Vì chúng ta đều sống trong mái nhà, cùng mẹ cha đã sinh ra chúng ta. Nơi mà ta cùng lớn lên mỗi ngày, nhà là nơi mà ta không thể quên. Nhà là nơi bình yên khi ngoài kia ta muộn phiền. Nhà tựa như chiếc đôi khi ngoài kia đầy tăm tối. Dù là đi thật xa nhưng lòng ta muốn trở về. Nhà là nơi ta khó khăn tìm về. Em phải tập trung, bình tĩnh, nghe nói một câu chuyện quan trọng nha. Tập trung chưa? Bình tĩnh chưa? Rồi, bây giờ anh để em bình tĩnh này. Chuyện là vậy nè. Từ từ, tự nhiên tim đập quá anh, khoan từ từ đã. Rồi nói đi. Sẵn sàng chưa? Anh nói nha. Nói đi. Ngày mai anh sẽ đi. Tôi biết sẽ có ngày hôm nay mà. Ngày mà anh ruồng bỏ tôi. Nói gì vậy? Anh có đáng mặt đàn ông không? Anh quyết định ruồng bỏ tôi phải nói tôi một tiếng là tôi chuẩn bị tinh thần là tôi đỡ nhục chứ. Nói gì vậy Thanh? Chứ gì nữa, anh quyết định ra đi là anh muốn bỏ tôi rời khỏi căn nhà này đúng không? Anh chịu khổ đủ rồi đúng không? Trời ơi em bị điên hả Thanh? Em phải bình tĩnh nghe anh nói chứ, anh đã nói rồi. Em phải bình tĩnh nghe anh nói. Anh chưa nói hết câu nữa em nhảy họng anh em ngồi rồi. Chứ gì? Anh nói cho nghe, ngày mai anh chính thức được đi làm. Thiệt chứ. Ê, nhưng mà khoan, cái chuyện này là cái chuyện rất là quan trọng, cho nên là bí mật nữa. Em mà nói cho mọi người nghe là má ơi, anh tôi sắp đi làm rồi, tôi sắp có tiền. Trời ơi là trời, tôi kêu bí mật mà chưa vậy chạy mất tiêu rồi. Nè mọi người, nếu mà ai hỏi tôi con gì tranh nhất thế giới, tôi sẽ trả lời con vợ tôi. Trời ơi thiệt vậy hả con? Cảm ơn ông bà trời Phật tổ tiên đã nghe được lời cầu xin của con. Trời ơi vui quá. Vậy là ông trời đã thương má rồi đó. Thương má để cho chồng con thấy được cái hào quang của mình. À, đúng thiệt là ông trời có mắt. Ừ. Ủa nhưng mà ông trời thương chồng con chứ sao thương má má? Bởi con không có hiểu gì hết trơn hết trọi á. Tại sao ông trời thương má? Tại vì ông trời thấy má nè đã già rồi mà phải nuôi hai đứa con mọn. Cái gì con mọn? Con với anh Tuấn nói chồng ngồng rồi con mọn gì nữa. Thì đó, hai đứa con lớn chồng ngồng mà không có tiền, má phải bỏ tiền má lo má nuôi tụi con. Đúng không phải là con mọn lại gì hả? Đó, bây giờ chồng con sắp sửa đi làm rồi, có của ăn của để rồi, má đỡ lo. Mà má nói thiệt với con nha, nhìn má ngoài má cười cười chứ trong lòng má héo hắt vậy lắm. Má lo cho tụi con đó. Con biết má thương con nha anh Tuấn mà. Ừ, đó, bởi vậy má dặn nha, rút kinh nghiệm lần đầu. Kỳ này á, chồng mình á, mà sắp sửa đi làm có tiền rồi đó, mình phải biết dành dụm, mình hạ tiện hạ tặng. Rủi sau này nó thất nghiệp lần nữa, mình cũng có tiền mình lo cho chồng, hiểu chưa? Cái gì vậy má? Anh chuẩn bị đi làm vậy má trù ẻo anh thất nghiệp nữa. Phải là trù ẻo mà má nói trước như vậy á, má lo xa, con hiểu không? Mình phải rút kinh nghiệm xương máu lần đầu. Đó kỳ này mình phải như vậy. Má nói con nghe, nhiều cặp vợ chồng vì cắn đáng tiền bạc mà phải chia tay với nhau đó, hiểu không? Nhưng mà má chồng con sắp đi làm lại, tức là anh sẽ có tiền lại, ảnh sẽ tự giác đưa tiền cho con, thì con cần phải chi mà tiết kiệm làm gì ta? Trời ơi con ơi là con, má nói cho con nghe, chồng mình mặc dù làm có tiền nhưng mình phải biết thủ, chứ không phải có tiền đi sắm hàng hiệu hàng này hàng kia, hiểu chưa? Rồi đó mãi mốt không có tiền nữa cái phải đi bán từng cái hàng hiệu để mà trả tiền nhà tiền này tiền nọ. Mình phải biết giữ cho mình hà tiện, mình đầu tư, sau này có muốn ra việc làm gì cũng có số vốn, không phải xin chồng, hiểu chưa? Nhưng mà con có biết làm gì đâu mà thủ làm gì. Trời ơi chứ hồi nào vậy con nghĩ con sẽ làm cái gì hay sao? Xưa giờ con chưa từng nghĩ con sẽ làm gì, con chỉ biết con thích cái gì thôi. Con thích cái gì? Thích làm đẹp. Con thích làm đẹp, con cứ làm đẹp đi, làm đẹp cho mình, làm đẹp cho người. Má thấy con có khả năng đó, con thích con cứ làm, má ủng hộ con. Làm đẹp cho mình, làm đẹp cho mình. Hả? Mình nghe vụ gì chưa? Vụ gì? Dượng Tuấn á, xin được việc làm trở lại rồi. Bình thường thôi mà. Hả? Tuấn xin được việc làm? Chính xác. Công ty nào mà gan vậy ta? Ủa, nhưng mà Tuấn nó xin được việc làm thì cũng tốt thôi. Nó đã nghỉ việc lâu quá rồi, bây giờ nó quay trở lại, biết đâu chừng nó sẽ lấy lại phong độ như ngày xưa, thì gia đình mình cũng đỡ đi phần nào chứ bộ. Thì bởi vậy anh cũng mừng cho Dượng Tuấn mà, anh đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng mà cái chuyện mà anh lo là không phải lo chuyện đó, anh lo chuyện khác. Cái gì? Cái bếp của mình kìa, bây giờ ai sẽ là người kế nhiệm Tuấn nè? Anh đã bỏ công sức ra huấn luyện rồi chỉ bảo cho Tuấn bao nhiêu cái rồi bao nhiêu thứ, rồi Dượng Tuấn vừa mới quen cái chuyện bếp núc á, thì bây giờ lại đi làm. Đó, giờ cái bếp núc ai lo nè? Cái nhà không thể một ngày không có người lo chuyện bếp núc nội trợ. Thì đó. Mà cái người có thể đảm nhận được vừa có tài, vừa có tâm, vừa có đầy đủ kỹ năng, lương tâm và trách nhiệm thì em nghĩ chỉ có... Nè, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt buồn vời vợi đó nha. Anh không vừa bếp lại đâu, rồi anh cũng việc nhiều lắm. Đâu có bị điên. Em đã mong mỏi biết bao lâu anh mới quật khởi dùng lên để mà khởi nghiệp được trở lại. Bây giờ khùng hay sao mà nhét anh trở lại vô trong bếp chứ. Để anh nghĩ coi nè. Ngày xưa cái lúc mà vợ chồng mình mới cưới nhau á, cả hai còn cùng đi làm thì má lo chuyện nội trợ, đúng không? Đúng rồi. Đó, sau đó anh thất bại, cái má trao cái bếp lại cho anh. Lúc đó anh lại vô bếp. Đó, thấy không? Nhưng mà cũng từ cái bếp đó anh lại khởi nghiệp trở lại. Dượng Tuấn lại thất nghiệp. Đó, thì anh lại trao cái bếp lại cho Dượng Tuấn. Tuấn là người kế nhiệm của anh, Tuấn là hoàng tử bếp. Bây giờ Dượng Tuấn lại đi làm trở lại thì anh có người xứng đáng kế nhiệm rồi. Đừng có nói là em nha. Anh biết rồi, mình công việc lăn lăn đê đê mà. Đó, dì Thanh. Trời đất ơi. Đúng rồi, dì Thanh thất nghiệp có làm gì đâu. Cho dù con Thanh nó có xung phong tự nguyện vô bếp, em cũng cực lực phản đối. Sao vậy? Anh sống liền với Thanh từ đâu? Tại vì sao? Nó sẽ biến nồi cơm thành nồi cháo, nồi canh cải thành nồi cải kho, và đặc biệt nó sẽ biến tất cả chén bát đũa nhà thành một đống xà bần. Anh hiểu chưa? Vậy sắp tới ai là người lo cái bếp? Hôm nay tôi hẹn bà ra đây để có đôi điều nói chuyện với bà. Hãy thay đổi suy nghĩ cách sống của mình đi. Từ ngày tôi bỏ vợ tôi để quen với bà, rồi bị bà gạt, bà hất hủi tôi. Tôi hận bà lắm, tôi thù bà lắm. Ủa? Sao bà lại ngồi với bà Đức ta? Đồng tiền mình làm ra chính mồ hôi nước mắt của mình nó mới có giá trị. Tôi tha thứ cho bà được, để mong rằng bà Mai vợ tôi sẽ tha thứ cái lỗi lầm của tôi gây ra. Tôi nói bao nhiêu đó, mong bà hiểu. Không lẽ ngựa quen đường cũ là có thiệt? Cái gì vậy? Mày vô trời ơi. Trời mình ơi, cái gì vậy? Mình nói đi, mình cái gì lố kéo gì ghê vậy? Trời ơi, em nói cho anh nghe một chuyện vô cùng quan trọng. Thiệt không? Cực kỳ quan trọng luôn. Ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và sinh mạng của một số người luôn đó. Mình nói đi, anh nghe nè. Tập trung tư tưởng. Rồi. Bình tĩnh. Rồi. Em mới vừa đi làm về. Mình đi làm những con số rồi mà nói chuyện phải logic chứ, nó phi lý vậy. Cái ngày nào mình chẳng đi làm, và anh biết công chuyện làm của mình là nó quan trọng thiệt, nhưng mà nó rất là bình thường, một ngày với mọi ngày thôi, cần gì phải nói mình. Em đã nói hết đâu. Xin lỗi. Tập trung. Rồi. Em mới đi làm về, trên đường đi em gặp một người quen. Thật sự á, mình làm cho anh cứ cố gắng tập trung, xong rồi anh xìu xuống, anh cố gắng tập trung, anh xìu xuống hoài vậy. Hả? Cái chuyện mình đi làm hàng ngày gặp người quen công ty là chuyện bình thường mình ơi. Bây giờ nói thiệt mình nghe nè, anh tưởng là mình phát hiện ra hay là suy nghĩ ra một cái ý tưởng gì về chè hay là phát triển về chè thì mình nói anh nghe. Còn mấy cái chuyện thật mình làm gặp người quen chuyện bình thường lắm mình. Thôi anh không có nghe đâu, anh vô anh tắm rửa rồi ngủ đây nha. Mình nghỉ ngơi xíu đi rồi tới phiên mình vô mình tắm. Thôi được rồi. Thật ra thì đối với anh không có quan trọng là đúng. Dù sao má cũng đã đuổi ba ra khỏi nhà rồi, thì ba có gặp tình nhân cũ cũng đâu có gì quan trọng nữa. Mình nói cái gì? Ba có bộ. Đâu có liên quan xe chè của anh đâu. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Đó, đàn ông đó tư tưởng giống như 5 ngón tay vậy đó. Không có ngón này thì vẫn còn ngón kia. Đúng là người đàn ông tham lam chính là ông. Bởi kiêu tinh hả? Không bao giờ tha thứ, càng không. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nghe là ba nói chuyện với bà đó cái gì không? Nghe được thì còn nói cái gì nữa, nhưng chị thấy thôi là đủ rồi. Mình lại làm anh xèo nữa rồi. Tự sung tự xìu, tự nhiên đổ thừa mình. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm nghe. Có gì đâu mà bác cảm ơn. Những gì mà giúp được bác thì tôi sẵn sàng giúp liền à. Ủa? Giám đốc? Ủa Tuấn? Sao giám đốc biết? À bác cậu phải không? Bác tính đây á, là bảo vệ công ty tôi trước đây. Nhưng mà sau thời gian thì bác xin nghỉ việc để về lo lắng cho gia đình. Thật sự ra thì tôi cũng rất là tiếc khi bác xin nghỉ việc của công ty tôi. Bác là một người rất là nhân hậu và rất là trung thực nữa. Tôi quý bác ấy dữ lắm. Thời gian gần đây công ty tôi có tuyển nhân sự, bác có đến và giới thiệu cậu cho tôi và nói về hoàn cảnh khó khăn của cậu, cho nên tôi mới nhận cậu đó. Đúng đó con, bác giới thiệu cho con đó. Dạ. Thú thật lúc đầu nhận cậu thì chỉ vì hoàn cảnh khó khăn của cậu, nhưng khi cậu vào công ty làm việc, tôi thấy thật sự năng lực của cậu, cho nên tôi mới trao chức phó giám đốc cho cậu. Cảm ơn ba. Ủa giám đốc nói hoàn cảnh khó khăn của tôi là sao? Thì bác của cậu nói là má của cậu bị tâm thần, ba cậu thì bị liệt, em gái của cậu chăm sóc ba má lại bị chứng tim thòng nên xỉu hoài. Xin việc làm cho mình thôi mà, có cần phải rủa cái gia đình mình dữ gì không? Thông cảm cho ba con nhé. Vì sự nghiệp của con, ba đành chấp nhận mang tội khẩu nghiệp. Ủa má? Ủa? Làm gì vậy má? Ừ. Này má, chúc mừng chồng con đi làm trở lại cho nên má nấu một bữa cơm thịnh soạn đãi chồng con. Wow, má là số 1. Ừ, nhưng mà nghe má nói nè má. Bắt đầu từ giờ phút này con phải tập làm nội trợ đó nghe. Ủa mắc gì con tập làm nội trợ làm gì má? Trời đất ơi con, bây giờ con nghỉ đi, trong nhà này nè chị Phương con cũng đi làm, Bảo cũng đi làm, vợ chồng con đi làm. Bây giờ người nấu là con, chứ không lẽ má đứng ra má nấu hả? Ba nấu nướng thì mệt lắm má ơi, hay mình đặt đồ ăn về cho nó nhanh. Hỡi chút đặt đồ. Nói cho con biết, giữ hạnh phúc gia đình á, quan trọng là cái bữa cơm gia đình này, hiểu chưa? Chào má. Dạ. Ừ chào con, chúc mừng con rể tôi đã đi làm trở lại. Anh biết không, má là má lo cho anh lắm luôn á. Trời, cảm ơn má nha, con không biết là má lo cho con như vậy, làm cho má lo rồi. Trời ơi, không lo sao được, anh biết sao không? Nếu mà em là má em cũng lo vậy luôn á. Suốt ngày má phải lo hả? Khi nào anh mới đóng tiền nhà? Anh thiếu tiền nhà thiếu lên, thiếu xuống. Đã vậy anh còn làm hư hao đồ trong nhà nữa. Má phải trừ tiền lương của vợ chồng mình còn chưa đủ tiền nữa. Má phải lo chứ đúng không? Con nhỏ này cái miệng mồm nó lanh lẹ quá trời quá đất à. Nhưng mà vợ con nói cũng đúng. Ừ. Mà thôi, hôm nay con vui cho nên là khỏi nấu nữa đi má. Con đặt đồ ăn về nhà, cả nhà mình ăn. Trời ơi, cái giọng điệu này nè, cái phong cách này á là thằng rể tài ba tôi đã quay trở lại rồi đó. Nhưng mà má, con có dắt về đây một người. Trời ơi, 10 người cũng được con, mời ta vô đi. Dạ. Chào cả nhà. Ai mở cửa cho ông vô? Ai? Má, đây là... Nè, Tuấn má nói con biết nghe, cái nhà này là nhà của má nghe. Muốn mời ai nghe phải thông qua má nghe, má quyết định má cho mới được vô nghe. Ai cho em đi ra, em đi ra. Má, đi ra chứ. Nhưng mà đi ra khỏi nhà, đi lại chưa. Bà ơi, đừng có đánh tôi đi mà. Ông kia tôi đi. Ông kia muốn ai hả? Ông tôi đi. Tụi con ơi, cứu ba tụi con ơi. Trời ơi, cứu ba, nào dám tôi chào ông đứng lại. Tụi quýnh ông này không nói là chưa. Bà ơi, đi ra khỏi nhà tôi, đi. Bà ơi. Gì? Sao bà đối xử với tôi tàn nhẫn vậy? Dù sao, nhà cũng là nơi để về mà. Đúng, nhà là nơi để về. Nhưng mà không có cưới cho con người như ông thì phản bội như ông, người lừa gạt như ông. Tôi biết tôi sai rồi. Bà đang suy nghĩ để giữ tôi ở lại đúng không bà? Đúng, tôi đang suy nghĩ. Tại sao tôi mềm yếu, tôi nhân nhượng cho ông cơ hội hết lần này tới lần khác mà ông vẫn lừa gạt tôi. Bây giờ không nói nhiều, đi nè, đi. À khoan. Bà giữ tôi ở lại đúng không bà? trả đôi dép nhà cho tôi. Bà ơi, dép nó còn có đôi, sao bà nỡ? Không có nỡ teo vậy hết trơn. Ông là phải như vậy. Rồi bà để tôi đi chân không như vậy sao? Có đó là lậu không? Thảy đôi dép ông xuống đây. Mai. Nhà là nơi bình yên khi ngoài kia bao muộn phiền. Nhà tựa như chiếc đôi khi ngoài kia đầy tăm tối. Dù là đi thật xa nhưng lòng ta muốn trở về. Nhà là nơi ta khó khăn tìm về. Nhà của tôi nhiều khi rộn tiếng cười, nhưng nhiều khi cũng chỉ toàn nước mắt. Anh chị em nhiều khi cũng bất hòa, nhưng chuyện gì thì cũng nên thứ tha. Vì chúng ta đều sống trong mái nhà, cùng mẹ cha đã sinh ra chúng ta. Nơi mà ta cùng lớn lên mỗi ngày. Nhà là nơi mà ta không thể quên. Nhà là nơi bình yên khi ngoài kia bao muộn phiền. Nhà tựa như chiếc đôi khi ngoài kia đầy tăm tối. Dù là đi